nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt con cá lóc đồng và con cá lóc nuôi, nhằm bạn chưa có biết điều này đâu. Thì một số bạn thì ở miền Tây hoặc là ở mấy cái chỗ khác có nhiều cá lóc nên biết thôi, nhưng nhằm bạn chưa chắc gì đã biết ha. Ngoài đây, ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 con cá lóc. Và con cá lóc đầu tiên là con lóc này mình đã đâm đá, cho nó chết rồi nha các bạn. Đây, các bạn thấy con cá lóc nuôi á, cái dải nó khác không, cái thân hình nó khác không. Đây là con cá lóc nuôi nha các bạn. Còn con cá lóc đồng đây, cái màu của cái dải nó khác nha. Đây cái màu của nó đây, cái màu của nó có một cái dưới cái bụng nó có một cái răng nó bong 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 ha. Con cá lóc đồng bụng nó bong bong ra, còn cá lóc nuôi thì sẽ so sánh hai con nha. Tại con này mình đã rộng lâu rồi nên nó cái màu nó đã đổ màu, nhưng mà hai màu nó khoảng khác nhau các bạn. Đây là cái lóc nuôi, đây là cái lóc đồng. Còn con này thì mình mới câu lên, con này thì nhìn nó sẽ biết rõ, nó sẽ phân biệt rõ hơn. Đây cái màu nó đậm hơn, nhưng mà nhầm cái ao nó cũng có cái màu rất là trắng. Nhưng mà giờ mình sẽ phân biệt mình biết đây này. Cá lóc đồng thì nó ăn rất là ngon hơn các bạn, còn cá lóc nuôi ăn thịt nó hơi dão. Nếu mà mình để ngâm, mình để rộng hoặc dài ngày thì thịt nó cũng rất là săn chắc, nhưng mà nó không bao giờ bằng con cá lóc đồng mà được. Cá lóc đồng thịt nó rất là dai dẻo nên thường thường cá lóc đồng nó rất là mắc, nó tầm 100-100 mấy ký, còn cá lóc này khoảng tầm 50 trở lại. Cá lóc nuôi 50 trở lại một ký thôi. Các bạn đã biết chưa, đây này là cá lóc đồng, cá lóc nuôi hết các bạn. Đây là hai con cá lóc đồng với nhau là dởm á, khuôn mặt nó giống giống. Đây là hai cá lóc đồng, có một con cá lóc nuôi nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, chúc các bạn mần cá vui vẻ. Nếu các bạn có cùng tâm trạng mần cá như mình thì chúc các bạn một ngày online thật vui vẻ nha. Hello, chào các bạn.